Bị ma trêu đứa em hết hồn và cái két. Chị vào thì vào đi, bấy đặt gõ cửa. Bực mình. Ma đây. Không sợ, chỉ tè ra quần thôi. Thủy ơi, mở cửa cho mẹ. Nghe giọng mẹ, nhưng nhỡ lại con ma thì sao? Ây, mẹ, mày tính làm gì thế? Thì tại lúc nãy con gặp ma. Gớm, ma nó sợ mày, chứ mày sợ gì ma? Lúc tôi và em tôi ăn khác nhau như thế nào? Ngon quá. Quả này nhiều lông quá ta. Mày ăn kiểu gì thế? Thì phải nhổ lông xong mới bóc vỏ, rồi ăn thịt trắng bỏ hột chứ, phải lần lượt. Hai chị em ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đứa đi quét nhà, đứa lau tủ cho mẹ đi. Con ăn xong rồi. Mẹ nhìn nó kìa, ăn thế kia thì bao giờ mới xong? Chị cứ làm việc của chị trước đi, em ăn xong em làm, kệ em. Con đi quét nhà trước đi, tí em lau tủ. Dạ mẹ. Ăn nhanh lên mà làm nghe chưa? Vâng. Hai đứa ơi, xong chưa? Con xong rồi mẹ. Lần sau cho nhịn, đưa chổi cho mẹ. Ui mẹ. Mẹ tôi thật khác lạ, một con tôm hai số phận. Đây, mẹ bóc sẵn rồi, con ăn đi. Con xin mẹ. Sao mẹ không bóc cho con nữa? Lớn rồi, có chân có tay thì tự đi mà bóc, lại còn nũng mẹ. Chị có ăn không? Không ăn thì cho em nốt đi. Mơ đi cưng, chị mày ăn cả vỏ luôn nhá. Đúng rồi, ăn cả vỏ cho nhiều canxi. Ơ, mẹ thiên vị thế, sao mẹ không cho con ăn vỏ? Mẹ không thương con. Ăn vỏ ngon quá, giòn tan. Mẹ nhỉ? Đừng có mà thêm mắm thêm muối nhá, ăn đi. Mẹ đưa đây, con ăn vỏ cơ. À, cứng quá. Hi hi, đồ ngốc, lưu lưu. Lúc bé đi chăn bò mãi chơi với bạn về mẹ kiểu: Thủy ơi, đi chơi ô quan đi. Đi, có đủ đá rồi. Còn bò thì sao? Kệ nó, cho nó ăn cỏ ở đấy, không sao đâu. Bò nhà tao cũng ở kia kìa, yên tâm. Ờ, thế ra chơi một lúc thôi. Bò ơi, ta bảo bò này, mày ăn đồng gần, chớ ăn đồng xa, nghe chưa? Đây của chúng mày, đây của tao. Đến lượt tao, tao đi trước. 1, 2, 3, 4, 5. Ồ, hết đường rồi, đến tao. 1, 2, 3, 4, 5. Ha ha, tao thắng rồi. Ê, chơi muộn rồi, đi về đi. Ừ, cho bò về thôi. Ơ, bò nhà tao đâu rồi? Nãy rõ ràng ăn cỏ ở đây cơ mà. Thử ra đầm sen tìm xem, tao về trước nấu cơm, không mẹ la nhá. May quá, bò nhà tao vẫn kia, mày tìm đi nhá. Về bò ơi. Em bò ơi, em bò. Giỏi nhè, đi đâu bây giờ mới vác mặt về? Mẹ ơi, bò à. Ờ, bò à. Nó đi ăn cỏ, đến giờ biết đường về nhà. Còn mày thì mải chơi. Bò về rồi hả mẹ? Ơn giời. Con bò thì có đuôi, con người mà nói mãi không nghe. À, con biết lỗi rồi mẹ. Con em lành tranh với chị mẹ xử cho bách màu. Này, chọn đi, một là ăn chân gà, hai là ăn sô-cô-la. Em ăn sô-cô-la chê. Được, này, chị ăn chân gà, mỗi đứa một thứ, khỏi phải cãi nhau.
mời. Không cho, của ai người ăn, nói trước rồi mà. Cho em cơ, mẹ ơi. Sao thế, có chuyện gì? Chị không cho con ăn chân gà. Lý do không cho em, 5 giây bắt đầu. Thì em chọn sô-cô-la rồi, con mới ăn chân gà chứ, con có được ăn sô-cô-la đâu. Thì con ăn xong rồi nhưng lại thèm chân gà, là chị phải nhường chứ. Ai bảo cứ là chị phải nhường, tham ăn, lành tranh với chị này. Wow, wow. Cho chừa cái tội. Khi đứa em vẽ người và cái kết, hai đứa vẽ đi, nhìn mẹ mà mô phỏng rồi vẽ. Vâng, nhưng nhìn mẹ to quá, con không vẽ nổi. Con sẽ vẽ mẹ như người luôn. Mẹ chả như người thì như gì? Vẽ đi. Con vẽ xong rồi. Nhanh thế, con cũng xong rồi. Đâu, mẹ xem. Rồi, bé em vẽ cây gì đây? Người mà mẹ, cây đâu mà cây. Học lớp 5 mà vẽ người như thế kia, chịu thua, mẹ nhở. Từ mai dạy em vẽ, nghe chưa? Của đẹp hơn của chị mà ta. Đẹp cái đầu mày ý, từ mai lại có việc. Khi đứa em có đồ chơi mà chị không có. Con chim non trên cành cây hót lưu la, hót lưu la. Ờ, chim ở đâu đấy? Sao tao không có? Chị hỏi mẹ ý, hỏi em làm gì? Thì hôm qua em đi chợ với mẹ, có con đâu? Không có, thì mẹ vẫn phải mua cho con chứ. Rồi, mai mẹ mua đèn. Mai mẹ phải mua tiếp cho con nữa cơ. Mày được mua hôm nay rồi còn gì? Không, nay là nay, mai là mai. Mà mẹ thương em lắm, đồng ý luôn. Chị không tin, hỏi mẹ mà xem. Ừ thì... thì sao mẹ? Có rồi còn đòi thì ăn đập chứ sao. Ơ mẹ.